Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, như vậy là giờ phút này đây thì chương trình Mới Lấy Thành Hôn của cô dâu chú rể chúng ta cũng đã thành công và tốt đẹp rồi. Và đó chính là nhờ một phần rất lớn tới tất cả quý vị quan khách chúng ta từ từ mọi nẻo đường phương xa trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể không quản ngàn đường xá xa xôi của mình. Trở về đây đó chính là một món quà vô giá mà cô dâu chú rể luôn luôn phải ghi nhớ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý vị quan khách rất là nhiều. Còn ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách chúng ta trong lúc dùng ẩm thực thì chúng ta có thể chờ đợi trong giây lát cùng hướng về với trung tâm của sân khấu là nghe những cái tâm tư tình cảm mà cô dâu chú rể sẽ dành gửi đến cho tất cả quý vị, thay cho một lời cảm ơn chân thành nhất dành cho cô dâu chú rể gửi đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Lời tiên của em gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị và các bạn bè là cùng tươi chán để đến bên đây tham dự với lễ thành hôn của vợ chồng chúng em. Vì em không biết nói gì nữa thì cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Thì bây giờ ta ấy có kính thưa quý vị, và đó chính là những cái tâm tư tình cảm, những cái lời nói mà cô dâu chú rể đã gửi đến cho tất cả quý vị, thay cho một lời cảm ơn chân thành nhất. Đáng lẽ ra thì chính chúng tôi là phải cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Bởi sao vậy? Bởi vì hôm nay là một ngày Giáng sinh vô cùng tuyệt vời. Đáng lẽ ra quý vị phải dành những cái tình cảm đó cho người thân của mình. Nhưng quý vị không ngại đường xa xa xôi trở về đây để cảm ơn, để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Một lần nữa cô dâu chú rể xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta hãy cùng đắp đầy vào những chiếc cốc xinh xắn của mình, những ly rượu, những ly bia, những ly nước ngọt, và hãy cùng đứng dậy cùng với cô dâu chú rể được không ạ? Xin mời tất cả quý vị quan khách chúng ta cùng đứng dậy ạ. Và ngay bây giờ cô dâu chú rể sẽ cùng cảm ơn tất cả quý vị quan khách bằng một ly bia, và MC sẽ cùng bắt nhịp cùng với cô dâu chú rể cả nhà mình nhé. Rất nhiều. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng đi từng bàn tiệc, sẽ cùng chúc mừng, cùng cảm ơn toàn thể quý vị ngay sau đây. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật nguyệt đón em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia, năm chục lon, động phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn, không là tiêu, anh em chi cút, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu.
từ yêu lâu, yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn, khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Phải là nói xuống, yêu phải em chắc chắn anh không khổ, xem cho anh một khăn bao tí đầu lòng. Yêu anh không?